Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị nắm rõ được vận hạn của mình trên các phương diện về tiền bạc, sức khỏe, công danh sự nghiệp và tình duyên gia đạo. Thưa quý vị, tử vi học có nói rằng mỗi người sinh ra đều mang trong mình một số phận khác nhau. Không phải ai sinh ra cũng được giàu sang phú quý và sống trong nhung lụa, và không phải ai cũng phải chịu số phận nghèo hèn suốt cả đời. Có những con giáp phải sau chung vận thì mới có được cuộc sống may mắn, giàu sang. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 mệnh đại khê thủy, tính cách ôn hòa, song cũng nhạy bén và linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Người này tâm niệm mọi chuyện tùy duyên, cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định an nhàn, theo đuổi sự sung sướng, hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không còn để ý đến nữa. Người tuổi Mão sinh năm 1975 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần chú ý cách hành xử của mình, tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm chìm trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi trò chuyện với nửa kia nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm, sạn nứt. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp mậu dương thổ nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 7 của tuổi Ất Mão dự đoán rằng những người sinh năm 1975 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Con giáp này luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất kỳ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía nhà quản lý, sếp và đạt được một cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Ất Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, may mắn cho tài lộc, bạn sẽ nhận được một thu nhập từ tiền lương và có thể là tiền thưởng. Việc bạn dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Người tuổi Ất Mão rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo cho bạn khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy nhiên, tình hình tài chính của tuổi Ất Mão trong tháng có nhiều nguy cơ hao hụt do chi tiêu không có kế hoạch và còn vì cả tin nên dễ bị người khác lợi dụng. Có những thời điểm bạn tiêu tiền không cần suy nghĩ vì tính hiếu thắng của mình. Đây là một thói quen xấu mà bạn cần phải thay đổi càng sớm càng tốt. Thời gian này, tốt nhất không nên tham gia dự án đầu tư bất động sản, tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Các dự án hợp tác cũng nên tìm hiểu kỹ càng về đối tác, tốt nhất nên duy trì những mối quan hệ lâu năm, đáng tin tưởng, thận trọng với người mới quen biết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng này sức khỏe không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bạn vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân. Cơ thể sẽ dễ bị suy nhược nếu bạn tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Hãy ra ngoài thay đổi không khí và tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Lái xe cần chú ý xảy ra tai nạn bất trắc. Các quý vị gia chủ tuổi Ất Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất cho các quý vị gia chủ tuổi Ất Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của tuổi Ất Mão có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện nhiều trục trặc mâu thuẫn phức tạp với người đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình, vợ chồng dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, giữ hậm hực trong lòng, chỉ đợi thời cơ là bùng nổ. Nguyên nhân cũng bởi vì cả hai quá bận rộn với công việc của riêng mình nên ít có thời gian trò chuyện, tâm sự và chia sẻ với nhau. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, cả hai dần hình thành thói quen tự mình giải quyết thay vì chia sẻ với nửa kia. Đến khi mọi chuyện vỡ lỡ thì mới khiến lòng tin bị lung lay, thay vào đó là sự nghi ngờ, ghen tuông khiến mối quan hệ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Với người độc thân, cơ hội cải thiện tình trạng lẻ bóng trong năm nay của bản mệnh không nhiều. Bạn sẽ trở nên bị động, không muốn chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình. Cho dù có đang ở trong một mối quan hệ thì cũng vì sự mập mờ, mãi không tiến triển mà sinh ra sự chán nản, duyên đến lại đi, khó thành. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ. Tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Ất Mão trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 7 năm 2022, tức ngày 31 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, Ất Dậu, có nạp âm, tuyền trung thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 7 năm 2022, tức ngày 12 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, Đinh Dậu, có nạp âm, Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 7 năm 2022, tức ngày 24 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, Kỷ Dậu, có nạp âm, đại dịch thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Mão trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 7 năm 2022, tức ngày 1 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, Bính Tuất, có nạp âm, Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 7 năm 2022, tức ngày 13 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, Mậu Tuất, có nạp âm, Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 7 năm 2022, tức ngày 25 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, Canh Tuất, có nạp âm, Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này thì quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc
để bước vào tháng 7 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên và hoàn thiện hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững tin, vững vàng để bước lên phía trước và hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin đến chào và hẹn gặp lại.